Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân 24 tỉnh thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cũng trong quyết định, Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được thụ hưởng, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức, theo quy định và phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu còn khó khăn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025, thuộc đề án số 17 của tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu của đề án là sáng tác khoảng 550 tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật ở tất cả các chuyên ngành, với số lượng tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn cấp khu vực và toàn quốc, mỗi năm tăng từ 5 đến 10%. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 5 hội viên mới trở lên các chuyên ngành, duy trì và mở mới câu lạc bộ chuyên ngành ở các cơ quan đơn vị địa phương để tạo nguồn hội viên. Đề án cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể cho công tác quản lý, xây dựng cơ chế chính sách phát triển hoạt động văn học nghệ thuật, phát triển nguồn nhân lực. Qua đó có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần nâng cao vị thế văn học nghệ thuật của tỉnh trong khu vực và trên cả nước. Thời gian qua, ngành giao thông vận tải nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nói riêng đã linh hoạt chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để đảm bảo công tác vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Mặc dù hoạt động kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng nặng nề qua các đợt bùng phát dịch COVID-19, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hà Sơn, Hải Vân vẫn luôn tích cực chủ động phối hợp với ngành giao thông vận tải, thực hiện các giải pháp hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc đưa đón người lao động trở về từ các vùng có dịch, cũng như vận tải hành khách, hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chúng tôi cũng mong muốn rằng tất cả không những là riêng Bắc Giang, mà còn nhiều tỉnh khác có những công dân Lào Cai là chúng tôi luôn sẵn sàng để làm có những cái chuyến xe tình nghĩa để đi đón về. Khi tình hình dịch bệnh có những diễn biến mới phức tạp, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng đã kịp thời thông báo, chỉ đạo các đơn vị vận tải tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách từ tỉnh đi đến các địa phương trên cả nước và ngược lại, đồng thời triển khai cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên lưu thông trên luồng xanh quốc gia. Không những là chúng tôi đã làm cấp thẻ luồng xanh cho các cái tổ chức cá nhân trên địa bàn của tỉnh, mà chúng tôi còn giúp cho thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn để cấp cho, để đảm bảo nó giảm tải cho các tỉnh bạn. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai không bị tắc nghẽn và lưu thông rất là thuận lợi. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 là chỉ đạo xuyên suốt của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay. Sở Giao thông Vận tải Xây dựng cũng vừa xây dựng phương án huy động phương tiện vận tải và lái xe tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nếu dịch bệnh trên địa bàn tỉnh xảy ra trên diện rộng. Điều này thể hiện sự tích cực chủ động của ngành trong việc chung sức cùng với toàn tỉnh ứng phó nhanh với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục đà giảm giá từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh hiện đã giảm xuống mức rất sâu, khiến nhiều hộ chăn nuôi lỗ nặng. Hiện nay, giá lợn hơi siêu nạc, lợn trắng tại các hộ chăn nuôi được thương lái mua dao động ở mức 45 đến 47 ngàn đồng 1 kg. Lợn đen đặc sản cũng chỉ còn 58 đến 62 ngàn đồng 1 kg. Mức giá này thấp nhất tính từ năm 2019 đến nay. Trong khi giá thịt lợn hơi trên thị trường giảm mạnh, thì giá thức ăn chăn nuôi lại tiếp tục tăng cao và hiện ở mức tăng khoảng 30% so với đầu năm. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi giá thịt lợn hơi giảm sâu, khiến các hộ chăn nuôi bị thiệt hại kép.
nhiều hộ nuôi quy mô nhỏ đã phải bán cắt lỗ và không dám tái đàn. Đối với các hộ chăn nuôi trang trại và gia trại thì cũng hầu như không có lãi nên không tái đàn. Nếu tình trạng này vẫn tái diễn thì nguy cơ khả năng hiếm thịt lợn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới là rất rõ ràng. Trang Booking.com đánh giá Việt Nam có 10 địa điểm hàng đầu để chụp ảnh. Top 10 những địa điểm hàng đầu để chụp ảnh là Hội An, Sapa, Đà Lạt, Hạ Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Tam Đảo. Trang Booking.com đánh giá Hội An và Sapa là hai điểm đến được bình chọn cao nhất cho việc chụp ảnh khi đi du lịch. Cả du khách trong nước và quốc tế đều thống nhất bình chọn như vậy. Thưa quý vị và các bạn, tác hại của thuốc lá, thuốc lào đã được khuyến cáo thường xuyên liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy nhưng hiện nay lượng người hút vẫn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự sau được thực hiện tại thị xã Sapa. Hình ảnh không khó bắt gặp ở các bản làng vùng cao, đặc biệt là từ khi thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi không thể đi kiếm việc làm tại các địa phương khác, tình trạng lao động trẻ ở nông thôn tụ tập thành nhóm nhỏ chơi điện tử và hút thuốc lào xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Hút thuốc lào từ bao giờ? Cháu hút được từ cháu 15 tuổi, năm nay cháu 25 tuổi. Hút được 10 năm rồi. Khi mình hút vào thì thấy có cảm giác nào về hút thuốc này? Lúc đầu thì nó cảm giác sặc, về sau thì mình cảm thấy là người mình nó nhẹ hẳn. Vâng. Tức là cảm thấy rất là sảng khoái. Gọi là được thoải mái. Theo các chuyên gia y tế, nếu người hút thuốc không tiết chế được khả năng tiếp nhận thuốc của cơ thể thì sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ. Khi rít mạnh, khói thuốc tác động đến thần kinh trung ương và các chi làm cho người hút thuốc không làm chủ được hành động của mình. Nếu mà thống kê chuẩn mức thì 80% là hút thuốc lào. Cũng tuyên truyền mãi nhưng mà cũng có một số người bỏ được, một số người thì vẫn là cái bỏ thuốc lào nó vẫn còn khó khăn. Thuốc lào có hàm lượng nicotine khoảng 9%, cao hơn nhiều so với thuốc lá thông thường. Đối với thuốc lào, tác hại tương tự như thuốc lá, gây ra các bệnh đường hô hấp, ung thư tim mạch cho cả người hút và những người xung quanh. Dù hút thuốc lào đã trở thành thói quen, nhưng khi được hỏi về tác hại của nó, không phải ai cũng biết. Tác hại của thuốc lá với thuốc lào nó ngang nhau. Khi mà mình hút vào, thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái lá phổi của mình. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái tim mạch và những rất nhiều những cái biến chứng khác nữa của cái tác hại của thuốc lào, thuốc lá. Nhưng một số người dân thì cũng hiểu, cũng muốn bỏ. Thế nhưng người ta vẫn nói, vẫn phát biểu với mình là rất là khó bỏ. Vì là hút nó quen rồi, bỏ nó khó lắm. Ở không ít địa bàn vùng cao, người dân thay câu mời khách vào nhà uống nước bằng câu mời vào nhà hút thuốc như một thói quen. Mặc dù cấp ủy chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đối với lớp trẻ thì hiện nay là cũng có một số hút thuốc lào. Lớp già ấy thì nó theo cái truyền thống ngày xưa các cụ học hút. Về cái công tác tuyên truyền này, nhiều lúc là mình tuyên truyền nhưng mà nhiều dân thì cũng gọi là hút rồi thì nó cũng không bỏ được. Khói thuốc không chỉ âm thầm giết chết lá phổi của người hút mà còn gián tiếp gây ảnh hưởng nặng nề tới người hít phải khói thuốc thụ động. Vì vậy, sự gia tăng số người hút thuốc, nhất là trong giới trẻ như đã đề cập, là một thực trạng đáng báo động, gây nguy hại đến sức khỏe của người hút thuốc và cộng đồng. Virus corona được nhận định có tốc độ lây lan nhanh chóng, đặc biệt là biến chủng Delta. Do đó, bên cạnh việc tăng cường sức đề kháng, rửa tay thường xuyên, chúng ta cũng cần chú ý vệ sinh nhà cửa để phòng ngừa dịch bệnh. Để giúp nhà cửa luôn thông thoáng, đảm bảo công tác phòng dịch, các chuyên gia khuyên người dân cần vệ sinh bề mặt, vị trí được tiếp xúc nhiều, vệ sinh sàn nhà, dọn dẹp, xử lý đồ cũ không sử dụng. Đặc biệt quan tâm vệ sinh các thiết bị công nghệ trong nhà. Đây đều là những đồ vật mọi người thường xuyên dùng tay tiếp xúc. Do đó, những vật dụng này rất dễ lưu lại virus. Chú ý vệ sinh các đồ đạc trong nhà làm từ vải, giặt giũ và khử khuẩn quần áo thường xuyên. Cuối cùng đó là phải thực hiện tạo môi trường thông thoáng, trong lành. Bằng cách tăng cường thông gió tự nhiên trong ngôi nhà của bạn, chúng ta cũng nên mở cửa cho thoáng khí, đón nắng vào nhà, hạn chế ở trong phòng máy lạnh dưới 25 độ C. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.